Vâng, mến chào quý vị. Đây là tác phẩm thứ ba chú Huynh muốn gửi tới cho quý vị và các bạn. Tôi thấy là đây là một cái cổng làng thì phải, đúng không chú Huynh? À, xin Vâng chào các ạ. bạn. Vâng. Mình đi mọi miền quê thì nếu như về một vùng quê mà có cổng làng thì thể hiện một cái nền cổ Vâng. văn hóa xưa. Thế thì mình phải tôn trọng những người đằng trước, là một cái văn nền văn hóa trước là có cái gọi là cổng làng xưa. Vâng. Đấy, thế thì cổng làng xưa này thì thực ra nói là nếu mà con gái người chị này chỉ ở Bắc Linh thôi. Đấy. Nhưng mà cổng làng xưa Bắc Linh người anh người chị này thôi, còn ở cổng làng xưa thì mọi người đến các phía Bắc thì nhiều. Nhưng mà đại diện cho miền Bắc Linh thì cơ bản là người anh người chị. À vâng ạ. Và là tôi cũng giới thiệu các bạn là nói thôi, nhưng mà đây là một cái tác phẩm nghệ thuật, nó không to lắm đâu, nó chỉ bé thôi, nhưng mà nó là cái si tai chuột. À. Cái này thì thực ra nó ngày trước thì nó cũng là ấy rồi, thế nhưng mà nó chưa được 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 theo ý của tôi. Vâng. Thế hôm nay vừa rồi là tôi cũng co gom lại theo ý của tôi. Vâng, tức là ý là Những chú cái dây này, dây này gì? những cái dây này Đấy, cháu đấy, đang co bảo. gom lại theo ý. À, Đấy. tức là đợt trước là nó chưa vào 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 theo đúng ý tưởng của Đúng rồi, mình. theo chưa đúng ý. Vâng. Cái này nó cho phải vào đúng ý, Này thì vào khuôn bao giờ khổ. thì nó ấy, bao Cái giờ này của nó thì phải 6 tháng đến 1 năm. thì nó mới giữ được chú. Thì tại sao nói 6 tháng 1 năm như này này? Mục đích như thế là còn nó không đến đâu, nhưng mà ý tôi nói là tới đây là tháng 4 ấy. Vâng. Tháng 4 thì chắc chắn là cái này lắm dễ lắm. Lắm dễ nó co nó chạy này. Buông dễ mới chú. Nó bung dễ mới xuống. Thì nó, chính cái dễ mới nó co xuống thì nó tạo thành một cái điểm mà nó khóa lại, thì lúc đó thì mình tháo này ok, À vâng, cháu hiểu, tức là nó có cái giữ. nó có cái dưới Vâng. nó như kiểu dây buộc, nhưng mà nó là dễ tự nhiên. Vâng, cháu đã hiểu rồi. Đấy. Này ra dễ thì nhiều mà dễ làm, cái này nó dễ được như thế, Vâng, rất chi là đẹp. cổ kính, nhìn rất cổ kính. Đấy. Đây, trong này nó có cái lỗ. Đây này, nó có cái lỗ thì cái rễ, những cái rễ nó vào nó có lỗ này nó ăn. Đây là đất. À, dưới là đất à chú? Rễ trong này là đất. Vâng. Đất để trồng cây. Vâng. Đây, cho vào rễ nó sẽ bén xuống đây như thế. Này. À. Đấy, cái rễ nó bám đây hết, nó xuống đây hết. Ít đất thế Đây này, có sợ nó ít đây không là chú? rễ nó đã bắn ra rồi đây này. Vâng. À đây rồi. Đấy, rồi. Có khi ít nữa mà nó phủ hết cả chậu rồi chứ. Đúng rồi, cái này đã nó bắn này. Này, Rồi cháu rễ đã bắn hiểu. này. Rồi. Nó dễ bắn ra rồi, Chứ nó rất khỏe đúng không chú nó nhỉ? rất khỏe, dễ đang bắn rồi. Thế là bây giờ là nếu như Mưa rào lên là bầm. bây giờ mà bác nào mà chốt kể cả còn nguyên cả dây buộc này cũng giao lưu. Thì thôi, thực ra nói tôi lại nói như này này, Vâng. anh em thực ra nói là nếu nói đúng lý cái cây này thì theo tôi thì nó phải 6 tháng, Vâng. bởi vì tôi vừa nói rồi. Nửa năm đấy. Đấy, thế thì tôi nói rồi, thế còn anh em mà có tất nhiên là giữ thì chẳng giữ được đâu. Vâng. Tôi trong Giữ tôi làm chả tôi kinh giữ. doanh tôi chả tôi nghĩ tôi biết được hết mà. Vâng. Bởi vì đấy giờ người ta bảo thế, bác khoe lên thì làm gì, bác khoe thì bác không bán thì bác phải làm gì. Đúng đấy. Đấy. Thế thì đấy là cái khó. Đúng rồi, Thế thôi, thực ra nói thôi, anh em mà có cái thực sự mà yêu mến tác phẩm này thì cứ alo qua điện thoại thôi. Vâng, đấy số điện thoại của chú Huynh là 0915 426 353. Vâng đấy. Vâng, thì thực ra ấy, thì là nếu như quý vị mà thích cây này thì chú ấy cũng sẽ giao lưu thôi. Nhưng mà về thì quý vị và các bạn cứ để những cái dây này độ ít nhất phải nửa năm trở ra. Đúng rồi. Đấy, thì xong bắt đầu là cởi ra. Thì lúc bấy giờ là nó theo ý của chú rồi thì chú ấy cảm nhận rằng là à đúng như cái ý tưởng mà chú đã xây dựng từ đầu thì chú cũng thấy thích. Đúng rồi. Lúc bấy giờ các bác có chụp lại cho ông Quay Huynh lại này ảnh xem có đúng và không? ok chuẩn rồi đấy. Đấy, chứ còn nếu mà về các bác bây giờ cởi ra là nó sẽ bị lung tung hết cả Đúng lên, rồi, toàn. nó không vào theo cái form của chú Huynh chú định hướng, Đúng rồi. cho nên là quý vị và các bạn chơi nghệ thuật này là không nên sốt Ui, nó chạy chậm lắm, chạy chậm hơn đồng hồ ruột. ấy. Đấy, cho nên là không nên sốt ruột mà Đúng nhiều rồi. khi là còn hơn cả đời người mà. Đấy, nhiều lúc các bác nói vui bảo là đời bố làm đời con hưởng Đúng đấy. Có những cái cây mà làm đến vài đời người mới xong được. rồi. Đúng rồi. Đấy. Kể cả những cái cây nhỏ như thế này quý vị, chứ không phải là đâu, không phải đơn giản đâu, Đúng rồi. bởi vì cái tuổi cây nó cao lắm. Đúng rồi. Con người thì bác nào thọ lắm thì hơn 100 tuổi, nhưng mà cây này có thể vài trăm tuổi là bình thường. Đúng rồi. Đấy. Đẹp quá đẹp luôn.
Đang tuyệt vời, mỹ mãn luôn. Đấy, bác nào thích cứ alo chú Nguyễn Huynh. Kể cả như thế này bác ấy cũng cho giao lưu được. Nhưng phải làm đúng như ấy, đúng như những gì mà chú ấy... Tôi nói rồi, đây là cái ý tưởng của tôi. Vâng. Này thế, còn anh em về mà có cái trình độ kiến thức cao hơn ấy. À rồi. Đấy, trình độ kiến thức cao hơn thì càng tốt. Vâng, đúng rồi. Đấy này, nói thực ra nói đấy. Khuyến khích chú khuyến chưa? Khích. Vâng. Đấy. Chứ còn mình bảo này đẹp đúng thế nhưng người ta bảo không đúng thì thôi, phải chịu thôi. Rồi, cảm ơn chú rất là nhiều. Nha, xin chào nha.